Tin giáo sứ Chánh Thiện Mừng Hồng Ân 60 năm linh mục cha Du Xe Nguyễn Bác Ái 10 năm linh mục cha do An Lê Quang Tuyến Vào lúc 9 giờ 30 ngày 28 tháng 7 năm 2018 Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước Giám mục giáo phận Phú Cường viếng thăm một vụ giáo sứ Chánh Thiện và chủ tế thánh lễ mừng kỷ niệm 60 năm linh mục cha Du Xe Nguyễn Bác Ái và 10 năm linh mục cha Do An Lê Quang Tuyến Chánh sứ giáo sứ Chánh Thiện với tâm tình tạ ơn và biết ơn vì muôn hồng ân Thiên Chúa đã dìu đưa quý cha đến bàn thánh hôm nay. Mở lời đầu thánh lễ, Đức Cha Du Xe chúc mừng Cha Cố Du Xe Nguyễn Bác Ái và Cha Chánh Sứ Gio An Lê Quang Tuyến nhân ngày đặc biệt này. Đức Cha cũng mời gọi mọi người hãy thêm lời cầu nguyện cho các linh mục, cách riêng và đặc biệt cho Cha Cố Du Xe và cho Cha Chánh Sứ Gio An Sau phần hiệp lễ, những lãng hoa được dâng lên Đức Cha Du Xe và hai cha Nguyện chúc ngày kỷ niệm thủ phong linh mục quý cha luôn sáng mãi tình Chúa, ấm trong tình người Thánh lễ khép lại, nhưng hình ảnh hai vị mục tử một già một trẻ Để để lại trong lòng bà con ấn tượng đẹp cho cuộc đời thánh hiến Luôn được bình an trong Chúa